Cho là cái gió thổi tăng cái mai len là cái tác dụng của bộ óc, cái giác của bộ óc. Thì ánh sáng mặt trời là cái linh chi của tự tánh, ánh sáng của tự tánh. Bây giờ mặc dầu bị mai len che khuất nhưng mà nó cũng không có ngừng cái chiếu soi, ánh sáng mặt trời vẫn còn chiếu soi. Chỉ là nó không hiện ra là tại vì mai len nó che khuất thôi, chứ không phải là cái ánh sáng của mặt trời nó ngưng chiếu soi, không có ngừng. Tại nó giống là khắp không gian, khắp thời gian mà. Bây giờ mục đích tham thiền là muốn ngừng cái tác dụng của bộ óc, tức là muốn thổi tan cái mai len, tặng cho cái ánh sáng của mặt trời nó hiện lên. Thì cái nghi tịnh là dụ cho cái gió lớn, cái biết của bộ óc là dụ cho mai len, cái linh chi của tự tánh là dụ cho cái ánh sáng của mặt trời. Và sư phụ, trong cái thời gian mà nếu cái người mà thanh thiền đó mà khi chưa có hoàn toàn không hiểu không biết đó, thì cũng có những cái lúc mà mình có hiểu có biết, mà có nhiều hành giả lên hỏi sư phụ, thì sư phụ hỏi chẳng hạn như giờ người đó đang tham một câu nào đó, mà khi họ biết rằng lúc đó họ có nghi tình, hoặc là có lúc đó họ không có nghi tình, hoặc có lúc thì cái nghi tình nó kéo dài, hoặc có lúc thì nó không dài. Nhưng mà hãy hỏi sư phụ hỏi có biết hay là không, thì họ nói biết, là sư phụ lại rầy quở họ là nói không có nghi tình. Phải rồi. Cái đó là tại có lúc biết có lúc không biết á. Lúc biết thì không có nghi tình, lúc không biết thì có nghi tình á. Nhưng mà tham thiền là cần cái nghi tình, cho nên á cần phải lúc nào cũng không biết. Nhưng mà bây giờ tập á, tôi đã nói đó, bằng Lào đó thì ngày đêm 24 tiếng, nhưng mà cái biết đó hết 23 tiếng. Cái nghi tình chỉ là giữ được 1 tiếng. Nên mà tập lần á, thì á, từ 23 cái biết tức là nghi tình gián đoạn đó, từ 23 bước lại còn 22, rồi tập một thời gian nữa thì bước lại còn 21. Thì phải tập lần á. Nhưng mà bình thường á thì á cũng như ở trong một tiếng á, cứ xen lộn hoài, một lát thì có nghi tình, một lát thì không có. Thì cái đó là tại cái sơ tham mới tập á. Vậy còn tập lâu ngày á thì cái nghi tình lực kéo dài á, nhất là có nghìn á, nghìn được á thì nó sẽ mau, nó kéo dài được. Cho nên á, kỳ này á, tôi ở chùa Cam Mang về rồi thì bị thấy chúng ở chùa Cam Mang cũng vậy, bị không có nhìn đó. Thành ra nó hỏi rồi cái nghi tình nó qua, hỏi rồi cái mắt. Tôi thấy cái tình hình như vậy tôi mới thấy cần phải chú trọng cái nhìn mới được. Và sư phụ, trong những cái quyển mà dạy tham thiền như tọa thiền dụng tâm ký hoặc tham thiền yếu chỉ, thì các vị thiền sư cũng dạy là khi mình ngồi thiền đó phải điều thân điều tâm. Nếu mà mình không có điều thân thì nó cũng dễ sanh bệnh đó, sư phụ. Khi mình ngồi không đúng cái tư thế, chẳng hạn như giờ mình ngồi khum xuống thì mình bị hôn trầm, mình ngồi thẳng lưng quá thì mình bị cái quả nó vọng lên, để làm cho nó tim đập mắt mờ chẳng hạn. Thì bây giờ á, tọa hơn đi hơn là điều thân rồi ha. Bởi vậy tôi không có cho ngồi lâu á, nửa tiếng thôi á ha. Rồi ngồi nửa tiếng nó đi nửa tiếng. Thì có người á, thường đó phần nhiều là ham ngồi lâu, không chịu đi lâu. Nhưng mà tôi căn cứ á, hồi các nước tiểu thừa đó, cũng như năm 74 á, tôi rồi Thái Lan á, mà lên tới chỗ mà trung tâm thiền Thái Lan cách Bangkok á 100 mấy cây số, thì chỗ đó nó cũng ngồi bao lô phải đi bao lô, ngồi một tiếng phải đi một tiếng, ngồi với đi nó bằng nhau.